Thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong sáng nay. Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, đến nay đã có 100% hội phụ nữ cơ sở tổ chức thành công đại hội đảm bảo các nội dung, chương trình, quy trình nhân sự, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang tích cực chuẩn bị các nội dung về văn kiện, hoạt động tuyên truyền, công tác nhân sự cho đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Một nhiệm vụ quan trọng đã được hội thực hiện tốt là đã vận động quyên góp hơn 58 tấn hàng hóa thiết yếu, kết hoạt các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tặng quà, phục vụ hậu cần tại các khu vực cách ly, điểm chốt với hơn 20.000 suất ăn mỗi ngày. Tham gia tiêu thụ, giải cứu nông sản cho các địa phương vùng dịch đã thực hiện có hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, đồng thời nhấn mạnh hội cần tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội, soạn xét công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, hội cần chủ trọng đổi mới các phong trào hoạt động với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, tránh hình thức, không chỉ theo phong trào. Trong đó chú ý tập trung vào một số phong trào như phụ nữ với phòng chống COVID-19, phụ nữ với phong trào chủ nhật xanh gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, phụ nữ với áo dài, ẩm thực, phụ nữ với khởi nghiệp sáng tạo gắn với sản phẩm ô cốp và các dạng vốn vay phụ nữ. Hội cũng cần chú trọng nâng cao năng lực cán bộ hội các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động hội trong thời kỳ mới, quan tâm hỗ trợ thường xuyên các đối tượng yếu thế, phụ nữ khó khăn, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các hội đoàn trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong thời gian tới.